Kính chào quý vị. Bây giờ là khung giờ của bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đề cập trong bản tin hôm nay. Mời quý vị điểm qua. Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Dự kiến áp giá trần giá sách giáo khoa. Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investor Survey đã vừa quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BA2 từ mức BA3, chuyển dòng ổn định. Việc Moody's nâng hạng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BA2 phản ánh đánh giá của tổ chức này về sức mạnh kinh tế ngày càng được tăng cường và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc vĩ mô bên ngoài được ghi nhận là tốt hơn so với các nước cùng mức xếp hạng tín nhiệm, thể hiện hiệu quả chính sách được cải thiện. Kết quả nâng hạng cũng phản ánh nền tảng tài khoá vững chắc được hỗ trợ bởi chi phí dây được kiểm soát ở mức hợp lý, điều hành chính sách tài khoá cẩn trọng và thanh khoản của danh mục nợ chính phủ được cải thiện. Dự thảo luật giá sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng và trong quá trình lấy ý kiến. Theo đó, sách giáo khoa là một trong bốn mặt hàng dự kiến được nhà nước định giá, bởi sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Theo phương án Bộ Tài chính đề xuất, nhà xuất bản quyết định giá của sách giáo khoa nhưng không vượt quá mức trần do nhà nước quy định. Trước đó, mặt hàng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục do nhà nước định giá và nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 cũng đã thống nhất chủ trương. Thưa quý vị, những ngân hàng có chỉ số hoạt động tốt, có hoạt động lành mạnh, hệ số an toàn cao sẽ được nới hạn mức tín dụng trong 1-2 ngày tới. Đây là thông tin vừa được người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ. Trước giờ công bố hạn mức tăng trưởng tín dụng mới, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra 5 tiêu chí xét room cho các ngân hàng thương mại. Cụ thể, phải dựa trên kết quả xếp hạng năm 2021, trong đó Ngân hàng Nhà nước ưu tiên cho các ngân hàng tham gia xử lý 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á, xử lý quỹ tín dụng nhân dân yếu kém. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng thêm room tín dụng để khuyến khích đối với các ngân hàng trong danh sách Ngân hàng Nhà nước sẽ đề nghị giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về cơ bản thì cũng có thể nói là cũng đã sử dụng hết cái hạn mức mà đầu năm đã giao cho các tổ chức tín dụng. Thế cái phần còn lại thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giao tiếp cho các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong 1-2 ngày tới. Thì chúng tôi cũng sẽ có cái thông báo cho các ngân hàng với cái góc độ là để tạo điều kiện cho các ngân hàng. Tính đến ngày 26 tháng 8, tín dụng tăng trưởng 9,91% so với cuối năm ngoái. Tín dụng tăng tốc khá mạnh cho đến cuối tháng 6, nhưng sau đó đã chững lại đáng kể. Và trong gần 2 tháng qua, tín dụng chỉ tăng 0,56%. Sau đợt nghỉ lễ 2 tháng 9, giá máy bay từ Hà Nội đến nhiều điểm du lịch trong nước đã hạ nhiệt. Thịt heo nhập khẩu về Việt Nam giá thấp nhưng ít người mua. Đó là những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý có trong cụm tin vắn sau đây. Sau giai đoạn cao điểm 2 tháng 9, giá máy bay từ Hà Nội đến một số điểm du lịch đang có mức giá rất hấp dẫn. Cụ thể, giá lịch bay khứ hồi vào cuối tuần tới 8 tháng 9 đến 11 tháng 9, tùy từng hãng bay, giá vé Hà Nội đi Phú Quốc có giá 1.800.000 đồng một vé đến 2.400.000 đồng một vé. Giá lịch trình khứ hồi Hà Nội Đà Nẵng giá vé từ 1.900.000 đồng một vé đến 2.500.000 đồng một vé. Giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội Nha Trang dao động từ 1.800.000 đồng đến 4 triệu đồng một vé. Hà Nội Buôn Ma Thuột giá từ 2 triệu đến 2.600.000 đồng một vé. Hà Nội Quy Nhơn có giá từ 1.700.000 đồng đến 3 triệu đồng một vé. Giá cà phê ngày 7 tháng 9 có giá dao động từ 47.000 đến 47.600 đồng một ký, giảm 300 đồng so với ngày 6 tháng 9. Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua với giá từ 47.500 đến 47.600 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức 47.500 đồng một ký, còn tại Lâm Đồng có giá 47.000 đồng một ký. Với mức giá nhập khẩu trung bình đạt 2.153 đô la Mỹ một tấn, bình quân thịt heo nhập khẩu về Việt Nam chỉ có giá từ 50 đến 60.000 đồng một ký và bán ra thị trường chỉ từ 55 đến 99.000 đồng một ký, rẻ chỉ bằng 1/2 giá thịt heo trong nước nhưng vẫn khó tiêu thụ. Đơn cử như ba chỉ Nga từ 90 đến 100.000 đồng một ký,
chân giò nguyên chiếc chỉ 65.000 đồng một ký, sườn non chỉ 95.000 đồng một ký. Đối với các cửa hàng bán buôn, giá thịt heo ba chỉ nhập khẩu sỉ nguyên thùng 20 đến 25 kg là 88.000 đồng một ký, chân giò nguyên chiếc chỉ 45.000 đồng một ký, sườn non chỉ 87.000 đồng một ký. Năm nay thị trường bánh trung thu handmade có rất nhiều kiểu dáng độc đáo và lạ mắt. Bánh trung thu kiểu dáng 3D hay những chiếc bánh ngàn lớp, bánh cầu vồng có giá bán dao động từ 95.000 đồng đến 130.000 đồng một chiếc, 150 gram. Bánh độc đáo có tranh được vẽ trên mặt bánh, do giá bán của các loại bánh này khá cao từ 180.000 đến 250.000 đồng một chiếc, hay những chiếc bánh có nhân hiện đại từ lava trứng, lava tiramisu, lava sô-cô-la có giá bán từ 70.000 đến 80.000 đồng một chiếc. Tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, hiện Ấn Độ đã vượt Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới và chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Đây là lần thứ hai Ấn Độ vượt qua Anh về kinh tế. Lần đầu tiên là vào năm 2019. Ấn Độ bắt đầu đà bứt tốc này từ cuối năm 2021 và tiếp tục nới rộng khoảng cách trong năm 2022. Theo số liệu thống kê từ IMF, nền kinh tế Ấn Độ tính theo tiền mặt danh nghĩa trong quý 1/2022 đạt 854,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi Vương quốc Anh chỉ đạt 816 tỷ đô la Mỹ. IMF dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ bỏ xa Anh về quy mô tính bằng đô la Mỹ trong năm nay. Đây là một bước ngoặt lớn khi một thập kỷ trước, Ấn Độ chỉ đứng thứ 11, còn Anh đứng thứ 5. Đánh giá về đà tăng trưởng mạnh này của Ấn Độ, ông Sachin Chaturvedi, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hệ thống Thông tin cho các nước đang phát triển đánh giá. Nhờ tập trung vào chi tiêu vốn, nỗ lực giảm chi tiêu và chiến lược lạm phát mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã giúp nền kinh tế nước này phát triển rất cân bằng. Theo các chuyên gia phân tích thị trường và doanh nghiệp ngành gạo, nguồn cung gạo dồi dào từ các nước xuất khẩu chủ chốt có thể bù đắp phần lớn sản lượng sụt giảm sau các trận lũ lụt tại Pakistan và nắng nóng nghiêm trọng tại Trung Quốc, khiến mùa màng hư hại, qua đó giúp bình ổn giá mặt hàng lương thực này. Là nước xuất khẩu gạo lớn thứ tư thế giới, ngành nông nghiệp của Pakistan hứng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt đã nhấn chìm và gây hư hại nặng nề nhiều vùng nông nghiệp. Sản lượng gạo của Pakistan dự kiến giảm 10% so với lượng thu hoạch dự kiến 8,7 triệu tấn trong năm 2022. Trong khi đó, nắng nóng cực đoan tại nhiều địa phương của Trung Quốc cuối tháng 8 vừa qua đã làm giảm sản lượng gạo của nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, dự trữ gạo toàn cầu hiện nay vẫn khá dư dả và triển vọng sản lượng gạo tăng đáng kể của Ấn Độ xoa dịu những lo lắng về nguồn cung, cũng như hạn chế gạo tăng giá do nhu cầu gạo tăng vọt tại Bangladesh. Bangladesh có kế hoạch nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn gạo trong vài tháng tới để tăng dự trữ và hạ nhiệt giá gạo trong nước. Theo Bộ Lương thực Bangladesh, nước này đang mua 530.000 tấn gạo từ Ấn Độ, Việt Nam và Myanmar theo các thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ và đang đàm phán với các nhà sản xuất Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Nga sẽ tăng cường xuất khẩu dầu mỏ sang thị trường châu Á để đối phó với việc dầu mỏ của nước này bị áp giá trần. Thưa quý vị, đó là tuyên bố do Bộ trưởng Năng lượng Nga công bố trước báo giới tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra ở thành phố Vladivostok ngày 6 tháng 9. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Suginov cho rằng bất cứ hành động nào nhằm áp đặt giá trần đối với dầu mỏ sẽ dẫn đến thâm hụt trên chính các thị trường của các nước khởi xướng ý tưởng này và sẽ làm tăng tính bất ổn của giá dầu mỏ. Ông Suginov cũng cho biết Nga sẽ đáp lại động thái này bằng cách tăng xuất khẩu sang các nước châu Á. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hồi tuần trước, các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 gồm Mỹ, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Pháp và Canada đã bật đèn xanh cho việc áp giá trần đối với dầu thô của Nga nhằm làm giảm doanh thu của Moscow. Cũng theo Bộ trưởng Năng lượng Nga, rất có khả năng châu Âu sẽ không thể từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga vào năm 2027 như tuyên bố, và điều này sẽ được minh chứng vào mùa đông sắp tới. Cũng liên quan tới việc các nước định áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cùng cảnh báo động thái này sẽ khiến thị trường dầu mỏ thế giới gặp rủi ro dẫn đến tình trạng bấp bênh.
Bản tin Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.